Uh, xin chào anh chị nhé hiện tại uh, tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Phước Tiến, uh, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị uh, một miếng đất nằm trên uh, uh, ba mặt đường ba mặt đường một là mặt đường liên uh, uh, hai mặt đường xin lỗi ba mặt đường một là mặt đường bê tông hai là mặt đường liên huyện nhé đường trước mặt chúng ta là đường liên huyện đó đó đây cái đất ở chúng ta đây ba mặt đường nhá đường đất đỏ này cũng liên huyện luôn cuối năm nay thì uh, người ta đổ nhựa rồi anh chị nhé đó À, à. mỗi mặt của chúng ta là được khoảng 60 mét mặt đường anh chị nhé à, đất à, cái phần cao su là của mình hết phần cao su là của mình hết anh chị nhá à, cái phần mà mặt đường đất đỏ này này là chúng ta khoảng được 60m nhá à, tính từ cái nhà đó đó tính từ cái cột à, cột nhà à, cột bê tông đó, à, cột điện đó, đó hất về bên này hết về bên này khoảng hơn 60 mét là cái mặt đường đất đỏ liên huyện này còn cái mặt đường mà đường nhựa kia thì người ta cũng khoảng được 50 mét nữa và đường bê tông đường bê tông ở bên kia anh chị nhé đó để tôi ra đường để tôi quay chúng ta đi thẳng ra đây là đường uh, uh, dt 753 anh chị nhé đó, dt 753 này đó, dt 753 anh chị nhé ừ. uh, đất của chúng ta uh, diện tích là khoảng hơn một hecta hơn một hecta anh chị nhé đó. Uh, ba mặt đường uh, hiện nên hiện trên đất thì có một cái kho anh chị nhé có một cái kho đó. có một cái kho anh chị ha ừ đây ạ tôi quay cho anh chị dễ hình dung à, đây là con đường liên huyện đường này cũng ra được thành phố đồng xoài này ra được dt bốn một ra được quốc uh, lộ 14 luôn anh chị nhá từ đây ra đấy khoảng được năm khoảng 5 cây số ra dt 753 thì khoảng chừng uh, 400m mét ừ. đây ạ à. mặt đường này là một mặt đường nhá mặt đường nhựa là hai mặt đường nhá mặt đường bê tông ở bên uh, chỗ cái, cái cái loa đó, cột có cái loa đó là à, uh, là 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 ba mặt đường thì tôi nhắc lại nhé đất chúng ta thuộc ấp phước tiến xã uh, Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Một uh, hecta ba mặt đường, giá bán là 5 tỷ anh chị nhé. Còn thương lượng anh chị ha. Đó, uh, mặt đường đất đỏ này được uh, mặt đường đất đỏ liên huyện được 60 m hơn 60 m, mặt đường uh, nhựa liên huyện luôn là được khoảng uh, 50 m hơn 50 m một chút. Còn mặt đường bê tông bên đó là được cũng khoảng 60 m luôn. Đó, trên đất thì có uh, um, có một cái kho kho nha chị nhé đó toàn bộ thì trồng cao su đấy cái miếng này của chúng ta nhé đó bên kia đường bê tông ừ. anh chị ha Đó. Đó anh chị ha Đó, tôi quay lại cho anh chị xem nhé Đó. Đó. rồi một lần nữa tôi nhắc lại nhé đất chúng ta là một hecta giá bán là 5 tỷ tại ấp Phước Tiến xã Tân Phước huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước nhé đất chúng ta gồm 3 mặt đường mặt đường liên huyện đất đỏ là được hơn 60 mét À, mặt đường nhựa liên huyện được 5, hơn 50 mét Và mặt đường bê tông khoảng hơn 60 mét nữa anh chị nhé Trên đất thì trồng cao su có một cái kho Thì mọi thông tin về cái miếng đất này Anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé à, Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land Để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé Xin cảm ơn